Bây giờ đoàn của tụi em mình sẽ ghé vào bảo tàng Hải Dương Học. Mình tham quan xong bắt đầu là mình sẽ về nhận khách sạn nha anh chị. Trước tiên đây là mình sẽ thấy một cái bộ xương cá voi rất là lớn. Đụng vô nàng tiên cá mới đi ra nha. Đây là bộ xương cá voi. Đây là bộ xương cá voi lưng gù ha. Bộ xương cá voi này là dài 18 mét, nặng 10 tấn. Rất là bự. Nhìn mới đầu nhìn giống như xi măng. Nhưng mà cái này là cái bộ xương. Dài tới 18 mét mà. Nghe cái hàm nè, hàm cá mập. Hàm cá mập. Bộ xương này dài tới 18 mét luôn chị. Ta thu gom rồi xong rồi bắt đầu cái người ta sử dụng những cái sườn sắt á. Đầu đó mình nối lại cho nó liền lại ha. Cá gì đây? Bò biển, bò biển. Hả? Này là giống như là để hồ nước biển phải thiệt không? Phải nước không? Nước à. Ta để hồ nước biển. Nha. Hai cẩu. Hai cẩu. Đây là cái gì? Cá. Cá mập, cá mập. Cá mập. Bên kia đang tắm cho cá mập hay gì kìa. Đánh răng cho cá mập. Cá sấu hoa cà. Rồi sinh vật kỳ, kỳ thú. Lao kiến nè. Cá sấu hả? Cá sấu hoa cà. Nghe cái tên cá sấu hoa cà nghe sao nó lạ lạ. Giống như người ta nói cái món cá sấu. Đây nghe nói là mình cũng sẽ có một cái khu vực mình làm như thủy cung vậy đó anh chị. Mình sẽ đi xuống cái đường hầm và có kính. Rồi xung quanh là toàn là cá không? Cá con cá là phải mập. Cá người, cá lau kiến. À cá lau kiến. Cá này cá gì giống cá gì? Cá lịch. Cá lịch khoang đen hả? Giống như con cá gì
nhìn cái đầu giống tựa tựa giống râu giống như giống như cá phèn cá trê rồi. Vào đây thì mình cũng tìm hiểu về các cái sinh vật biển, cá này cá kia, cá này cá gì, cá bằng chài đầu đen hả. Đây có mấy con tôm lạc đà nhìn nó đẹp nè anh chị. Đó, tôm lạc đà màu nó độc ha. Nó biết sao gọi lạc đà không, nó giống như là cái đuôi nó có cái gù ở sau lưng đó. Nó có cái gù á, nó có cái gù ở sau lưng gọi là tôm lạc đà. Con sam, sam gai. Cái này là nó hai con đực con cái. Nó đeo kêu gọi là đeo như sam. Cá nóc chuột hả? Con cá này là lạ anh chị. Gọi là cá nóc chuột. Cá nóc chuột chấm son. Mặt nó như nhìn cá nóc luôn hả? Y hệt cá nóc luôn hả? Cá này nhìn mặt nó xấu quá trời xấu. Còn cá nóc y hệt cá lóc mít mình á. Con cá này lạ. Ủa giống cá kiến quá vậy nè. Con cá này giống cá kiến nè, cái miệng nó giống như con cá lau kiến vậy anh chị. Con ốc giác. Bên đây là con ốc giác đây anh chị. Ốc giác là cái món mà ốc giác xào tỏi á. Ốc giác xào rau muống. Ốc giác. Cá bàng. Con cá này xong rồi nó bơi thẳng lên, không biết nó có bị gì hay không. Mấy con cá này đẹp. Sao sao biển mà hồi kỳ bắt được con này nè. Đúng con rồi. Đỏ này nè ở Phú Quốc, ở Nha Trang. Ở Nha Trang ở bên ngay chỗ Bình Hưng. Cái gì á? Thôi con cá này gai góc không à. Cá mao tiên sư tử nhìn nó lạ hả. Bây giờ đi xuống kiếm nàng tiên cá. Giờ vô tham quan ở trong đây rồi bắt đầu là mình về mình nhận khách sạn. Đùa hay vậy? Nhận khách sạn xong nghỉ ngơi tới tối bắt đầu là đi ăn uống rồi đi chơi tiếp anh chị. Con này con vít ha, con gì chứ hả? Con gì? Rùa hả? Đâu phải đâu. Con này không phải. Rùa hả? Ngồi lên thành hòn. Con rùa bự quá trời vậy. Vào trong đây thì mát mẻ nè. Trong đây thường là ta cũng trưng bày các cái loại cá. Rồi này con cá mú. Cá bự quá trời bự. Nay mình cũng đi vào tham quan cho biết thôi anh chị. Trời ơi, còn con cá này nó bự dữ nữa nè. Cá thu sông. Con
có nàng tiên cá không? Xem tiếp. Không sử dụng plat. À còn thuốc dưới đây nữa hả? Đúng rồi, cá nâu á. Cá hồ cá quá trời bự. Có mấy con cá nâu nữa. Phải cá nâu không á nha, hay cá chim không á nha. Cá chim, cá mú. Cái này mú hả? Cá mú hả? Còn con cá trong sao nó đơ luôn rồi kìa. Cá này con cá gì mà dễ sọc hả anh chị? Giống như rắn hả? Ờ, còn bầy cá đẹp quá trời luôn nè. Nó đi nguyên đàn nhìn thấy thương luôn nè. Đây thì người ta chỉ có làm ở phía trong này thôi. Còn ở bên Vinpearl thì người ta sẽ làm ở trên đầu luôn anh chị. Hình như vô tới khu vực cũng đây nè. Trong đây có nè. Nè, ở trong đây mới giống ở trong cái Vinpearl nè. Cá đuối. Đó. Cái này là xung quanh dưới đây là kiến không anh chị. Rồi cá nó sẽ bơi vòng vòng ở trên đầu mình rồi nè. Nhìn rất là đẹp. Đúng rồi. Nè cá mập kìa. Hết chưa mấy bạn, tới đây hết chưa? Tới đây là hết chưa? Dạ còn cái gì nữa. Ủa nghe nói có cái gì nàng tiên cá mà. Chưa thấy nàng tiên cá thì cái gì. Còn xem tiếp nè. À đi vô trong đây nè, chỗ trưng bày nè. Đây người ta trưng bày những cái con cá bự. Không biết cái này thiệt hay là giả ta. Sao nhìn thấy giống giả quá trời ha. Làm như là những cái mô hình không. Chắc mô hình mà không phải thiệt đâu mà. Nè. Này không phải đâu. Rùa với san hô. Trưng bày những cái hình con này con cá này cá kia. Hôm nay thì em cũng mới vừa nhận khách sạn ở trên đường Trần Phú đây anh chị. Khách sạn Vesna gì hotel gì ở đây là anh chị ha. Nằm ở trên đường trục đường Trần Phú nha anh chị. Dọc đường Trần Phú ở đây toàn là khách sạn đồ nhiều lắm anh chị. Còn ở bên đây là cặp qua là bãi biển luôn ha. Hồi nãy vô trong phòng khách sạn thì tụi em cũng hơi đuối rồi, nên là em cũng không có ghi hình ở trong khách sạn cho anh chị xem như thế nào ha. Nhưng mà khách sạn thì cũng rất là đẹp anh chị. Đây buổi sáng như là mình cũng có được ăn buffet nữa. Trục đường Trần Phú này đẹp quá trời đẹp luôn anh chị. Mặt tiền là khách sạn, đối diện qua là mình sẽ có bãi biển để mình đi tắm biển, nó rất là gần chị ha, chỉ cần băng qua đường cái là tới bãi biển liền ha. Toàn là khách sạn không à anh chị. Bên đây Melissa gì nè, em ở cái khách sạn bên đây nè anh chị. Nó rất là cao, hồi nãy em ở tới tầng 12 luôn. À, mưa rồi. Mưa rồi hả? Mưa rồi. Còn bên đây là dọc đây là bãi biển nè anh chị ha. Chỉ cần bước qua đường cái là tới bãi biển liền. Nhưng mà đường đi xe nó, đường này thì xe nó chạy rất là nhiều. Mỗi lần qua đường thì anh chị mình cũng cần cẩn thận tí xíu.
Mới giờ bước ra ngoài có ăn xí rồi anh chị. Mưa tối rồi. Chưa có đi qua bãi biển ngắm biển gì hết trơn, mưa tới rồi. Mưa lớn luôn ạ. Ừ, mưa lớn luôn rồi. Tụi em ở khách sạn bên đây vậy ha. Mới vừa bước ra mưa tới rồi. Chị cầm dù không? Hả? À, thôi được rồi. À, khách sạn rất là đẹp nè ha. Có bán bánh ngọt. Hả? Ngồi một xíu thì nào bớt mưa rồi mình đi tiếp. Tính đi dạo mà chưa gì hết trơn, mưa tới rồi. Bước ra cái mưa, bước vô hết mưa. Dạ, bước ra hết mưa rồi. Bước ra giờ mưa lâm râm. Mưa nhỏ à, mà mình đi dạo được. Đây mình dạo ngoài biển ngoài đây. Để đi Nha Trang mà tao nói ủa sao không thấy biển gì hết trơn á. Cái bãi biển này rất là dài anh chị. Nằm ở trên cái trục đường chính đường Trần Phú luôn. Nhưng mà biển ở Nha Trang thì cái cát nó dạng nó hơi to anh chị. Mình tắm mà nhiều khi là té đồ nó dễ bị chạy. Đây người ta cũng cho thuê dù ha. Thuê dù, thuê bàn. Hả? À, tối rồi. Nhiều khi tối rồi. Hai vợ chồng giờ chỉ có đi dạo biển thôi chứ không đi tắm biển. À, bãi biển ở đây rất là đẹp nha. Ừ. Bãi biển đẹp. Trục đường Trần Phú này, trục đường Trần Phú này toàn là những cái tòa nhà cao tầng, khách sạn lớn rồi không anh chị. Giờ này thấy người ta dọn bớt bàn ghế vô, có lẽ là thấy chiều hay sao? Chắc chiều quá. Ta không có cho bài bán. Ừ. Bán mà cái cuốn rồi. À, thì người ta cho thuê dù rồi đó. Bãi biển thì rất là đẹp nhưng mà chỉ có là cát đồ nó hơi bự thôi. Ừ. Bên kia là cái Vinpearl đó anh chị. À, thấy Vinpearl luôn. Trồng những cái cây dừa nè. Hồi trưa ở bên đảo Hoa Lan thì bên đó thì cũng nắng lắm anh chị, nên là tụi em cũng không có tắm biển. Rồi qua tới bên đây thì nó thật sự thì nó cũng hơi đuối rồi. Với lại biết sao không? Không phải là mình không tắm biển, tại vì mình thấy ở trong cái đòn đó, người ta chơi cái hoạt động nó vui quá, mình cũng muốn ghi hình lại cái kỷ niệm bản khắc của đòn của người ta chơi á. À. Lưu lại cái kỷ niệm cho nên đó là mình lo mình quay không mà không có thời gian để tắm. Giờ còn vô tới biển Nha Trang, bãi biển đẹp vậy mà cô không tắm luôn. Mà giờ đuối quá tắm không nổi. Lịch trình thì chút xíu bắt đầu tụi em mình sẽ đi ăn buffet anh chị. Rồi ngủ khách sạn ở đây đêm, rồi sáng mai tụi em trả phòng. Bắt đầu là mình sẽ đi ra Vĩnh Hy chơi. Rồi đi tham quan vườn nho rồi bắt đầu là mình sẽ tà về Bến Tre anh chị ha. Đi Nha Trang thì mình đi tầm chắc khoảng cỡ chừng 3 ngày á. 3 ngày 2 đêm thì nó sẽ đã hơn. Còn tụi em đi chuyến này đi cùng với đoàn với công ty á, nên ta đi là 2 ngày 2 đêm mà. Mà đi ăn gián trên xe. Ngủ đêm trên xe.
giờ đi dạo biển cho có không khí, không khí biển. Chứ để em thôi, người ta nói đi Nha Trang mà không có thấy biển gì hết trơn. Đây là những cái dù này người ta cho thuê rồi anh chị. Đây khách sạn không ha, mấy tòa nhà cao cao không. Em cũng nghe thông tin là hôm nay là cái cáp treo qua bên đảo Vinpearl đó anh chị. Thì hôm nay là nó không hoạt động. Bây giờ mình qua bên đảo là mình sẽ đi bằng tàu không à. Chứ cáp treo nghe nói là đang bảo trì hàng sao đó. Đây mình nhìn qua là mình thấy nguyên cái khu vực ở bên Vinpearl bên đó đó ha. Thấy không? Trong máy thấy không? À, nó hơi hơi à. Tại nó hơi xa à, tại vì mình mắt thường mình nhìn thấy nhưng mà quay video lên nhiều khi nó hơi khó thấy một tí xíu. Chiều chiều thì mát mẻ nên là người dân người ta cũng ra đây tắm biển nè ha. Chắc bãi biển đây thì khách nước ngoài cũng nhiều anh chị. À, cái khách sạn ở đường Trần Phú đây anh chị thì nghe nói là giá mình thuê phòng cũng rất là mắc, do là cái đường Trần Phú là cái mặt tiền cái trục đường chính ha, rồi đối diện qua là mình sẽ có được cái bãi biển, mình đi qua mình tắm biển rất là gần, nên là giá một phòng nghe nó cũng đắt, rất là đắt đỏ. Nhưng mà hôm nay thì do là cũng hết hè lên chị, nên là chắc nó cũng hạ nhiệt bớt. Đám mây trên đầu quá trời đám mây anh chị. Hy vọng là không mưa để mình sẽ được đi chơi trọn vẹn ngày hôm nay và ngày mai. Ở bên kia cũng có các cái quán hải sản rồi nè. Có cái khách sạn nhỏ nên chị ha. Hải sản bình dân bờ kè. Dài dài quán xá đồ cũng rất là nhiều ha. Chạy con đường này chiều chiều mát mát người ta ra người ta chạy bộ mà. Ơi nay cái xe xích lô mà giờ hết đạp rồi, ta chuyển sang giống như xe điện rồi ha. Mình đi đến đâu anh chị, mình có được cái xe máy á, mình đi xe máy đi khám phá các con đường nó sẽ đã hơn. Còn đi xe ô tô thì nhiều khi là mình ra đây thì mình đi bộ, ra đây mình đi theo đoàn thì ra đây mình chỉ có đi bộ vậy nè, đi bộ lang thang ngắm đường phố một tí thôi. Bên kia dựa hải sản bình dân. Hải sản rồi nó bán rất là nhiều. Đây là xe này là xe xích lô mà giờ người ta chạy điện, giờ không có đi. Giờ người ta chạy điện không anh chị, không có đạp như ngày xưa nữa. Rồi đạp thấy mồi. Còn giờ người ta gắn máy gắn điện motor vô phải re, không có còn đạp như ngày xưa nữa. Người ta làm đèn màu đẹp kìa. Dạ không có đi anh. Dạ làm đèn màu đẹp ghê ha. Trục đường này mỗi lần đi qua lộ thấy cũng hơi vất vả. Xe đông quá. Đây có một cái này. Đây chắc khách sạn nữa quá. À, này khách sạn nữa. Thôi dòng lại. Cái
cái khách sạn mình ở là như cao nhất á. À cái bên kia hả? Cái sân nhỏ ở trong đó. À. Cái sát bên nguyên khu vực đây người ta trải cái đá mì. Này chắc để ô tô đậu quá. Ô tô khi đậu vào để đi tắm biển rồi anh chị ha. Con đường để dành cho người đi bộ đây anh chị, nhưng mà xe người ta chạy cũng nhanh lắm, mình đi cẩn thận tí xíu, người ta không có nhường đâu, người ta không có nhường đường mình đâu nha, đi chậm rãi. Ở giữa giải phân cách cái người ta làm cái bậc thang nè để cho mình đi bộ qua. Đây các cái đặc sản Nha Trang nào cũng nhiều nè ha. Đó, dài dài bên kia cũng có những cái khách sạn bên kia. Win An Hotel. Rồi qua. Tối hôm nay thì cả đoàn mình sẽ ăn buffet hải sản ở cái tiệm gì? Yalo ha, Yalo. Đây là tiệm buffet hải sản anh chị ha. Đi ra tới xứ biển là mình phải ăn hải sản nó mới đã. Hôm nay là ngày thường vậy nên là thấy cũng hơi vắng vắng anh chị. Chắc là có đoàn tụi em là tương đối là đông, khoảng bảy mấy gần 80 người hả, đông không? À. Vô ăn buffet hải sản, vào đây đừng ăn chuối chiên nha anh chị nha, đừng ăn chuối chiên, hãy ăn hải sản. À, nước chấm, bánh. Đây khu vực hải sản, ốc móng tay, hào nè. Đó. Cá ngừ. À, sò, nghêu, vòm, con vòm á, con vòm xanh á. Ủa chưa thấy à, chưa thấy hải sản tươi ta, chưa thấy ghẹ, thấy cua gì vậy hả? À. Còn đây là cơm. Vào ăn buffet hải sản thì cũng đừng ăn cơm anh chị, mình ăn hải sản đi cho nó đã. Sao chưa thấy ghẹ ta? Đây các món này thì để mình nướng đó anh chị. Cá nè, mực nè, ớt. Đó nghe chỗ đó có ghẹ không? Chỗ sống nè. Không có ghẹ đâu. Không có ghẹ, không có tôm luôn. Hết rồi hả? Kỳ vậy? Chưa thấy mồi bán của mình nha. À. Được, lấy gì nữa.
được, thôi anh tính lấy cái này bỏ cái nước luôn á. Nồi là đắng mình chiến luôn á. Rồi đưa cái dĩa đó qua anh cầm chưa? Đưa cái dĩa đó qua anh cầm trước chưa? Này thịt, này cá với mực với tôm. À, tôm này bên đây mới nhảy nè. Tôm này mới nhảy nè. Mình nước vàng là mình đem xuống được rồi, không cần con giấy. Đúng rồi, tôm nó hơi đỏ đỏ là được rồi. Giấy là có dính da, đúng không? Đây có còn có hai đúng hai con ghẹ, hai con ghẹ sữa. Này bây giờ phải hai lò và nướng ăn mới kịp. Ơi. Rồi, để qua đây luôn giùm em. Rồi, cảm ơn em. Này là bia tươi. Này là nguyên một tháp luôn. Nguyên một tháp bia. Đó. Bia là mình uống cũng thoải mái luôn, nước ngọt uống thoải mái luôn. Rót rồi vô, này đây, vô. Vô. Dữ thiệt à. Quá đã. Bữa nay là tiêu diệt hải sản ở quán này luôn ha. Dọn sạch nha ta. Dọn sạch nha ta. Một, hai, ba, vô. Bên đây nãy giờ mấy tháp rồi? Tháp thứ hai. Tháp thứ hai hả? Đâu làm lại coi thử coi. Thôi rồi. Từ từ hả? Đúng rồi. Hai nước thì mẹ phải uống đi. Rồi, vô. Một,